Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo. Như đã nói, ở tại sự kiện SHCI này có một chiếc đồng hồ mà tôi rất muốn giới thiệu tới quý vị. Đó là một chiếc đồng hồ có dấu ấn Việt Nam. Và đó là chiếc đồng hồ gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ có múi giờ World Time. Hai cái điểm mà tôi yêu thích nhất trên chiếc Anderson Genève Cappadocia có múi giờ Hà Nội này đó chính là, thứ nhất, cái vòng hiển thị múi giờ thành phố bằng đá Aventurine với cái múi giờ GMT cộng 7 được thay thế Bangkok thành Hà Nội. Cái điểm này là cái điểm mà tôi thấy rất là tự hào và tôi đã từng giới thiệu tới một số khách hàng cũng như là bạn bè của tôi trên thế giới về chiếc đồng hồ thú vị này. Cái điểm thứ hai, quý vị có công nhận với tôi và có đồng tình với tôi là cái mặt số của chiếc đồng hồ này rất là thu hút không? Tuy nhiên, ở đầu video này chúng ta hãy tìm hiểu một chút về tiểu sử của ngài Sven Anderson. Ngài Sven Anderson năm nay đã 81 tuổi rồi. Trong khoảng 40 năm sản xuất thương hiệu đồng hồ dưới tên Anderson Genève, chỉ có khoảng trên dưới 1.500 chiếc được sản xuất. Trong cái quá trình mà ông vận hành thương hiệu thì ông có nhận một số học trò và rất là nổi tiếng, ở trong đó chúng ta có thể kể đến, đấy chính là nghệ nhân đồng hồ đương đại Frankie Muller và Felix Baumgartner đến từ thương hiệu UWOC. Tôi có tham khảo ba báo lớn như là Hodinkee, thì họ viết về ngài Sven Anderson là một legendary watchmaker, là một nghệ nhân đồng hồ huyền thoại. Fratello cũng như vậy, watchmaking legend. Monochrome thì viết hơi khác một chút, đó là một nghệ nhân đáng kính. Còn đối với tôi, khi nhận định về ngài Sven Anderson thì tôi thích dùng từ nghệ nhân đáng kính và giàu kinh nghiệm hơn, bởi vì hiện tại ông vẫn còn đang còn sống. Ông thậm chí là còn cao tuổi hơn so với ngài Philippe Dufour, một nghệ nhân đồng hồ cũng rất là đáng kính hiện nay. Chiếc đồng hồ có đường kính là 37.8mm, một cái cây size nếu như so với cổ tay của người châu Âu ấy thì tôi thấy là hơi nhỏ một chút. Tuy nhiên là với cổ tay của người châu Á chúng ta thì tôi thấy là hiện tại 37.8, gần 38, rất là vừa phải. Lớp vỏ của chiếc đồng hồ này làm từ platinum với cái phần lux theo như thương hiệu giới thiệu đây gọi là cánh đại bàng, được khoét hõm vào phía bên trong của thân vỏ. Một điểm thú vị trên lớp vỏ chiếc đồng hồ này đó chính là nếu như chúng ta nhìn từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ không thấy hai cái nút. Hai cái nút này theo như ngài Sven Anderson có nói đó chính là Secret Crown. Trung tâm của mặt số đấy chính là bao gồm hai điểm mà tôi yêu thích nhất trên chiếc đồng hồ này. Vòng hiển thị múi giờ thành phố bằng đá Aventurine khi có ánh sáng theo một số cái hướng nó hơi chéo chéo một chút, thì mặt đá này lấp lánh những cái tinh thể trông rất là bắt mắt. Và đặc biệt đấy chính là cái múi giờ GMT cộng 7 là Hà Nội. Về mặt số của chiếc đồng hồ này, đây là một mặt số dạng men gốm với tên chuyên ngành là Cloisonne Enamel. Và như chúng ta có thể là đã nghe qua là rất nhiều thương hiệu sử dụng mặt số men. Cách mà làm men Cloisonne này thì có nguồn gốc từ rất là xa xưa rồi, với mục đích là để trang trí những cái đồ vật quý hiếm bằng những cái mảng màu. Thì đầu tiên ta sẽ phải phác họa khung cảnh và lựa chọn màu sắc. Sau khi chúng ta đã phác họa xong rồi thì chúng ta sẽ làm phần nền mặt số. Nền mặt số sẽ được làm từ vàng, ta cũng phải nung. Sau khi chúng ta sẽ có một cái nền mặt số với một cái lớp nền gốc bằng vàng nhá, thì ở trên đã là có một lớp men rồi này. Sau đó thì những nghệ nhân sẽ tạo hình bằng những cái giải vàng, và những cái giải vàng này thì được hàn lên trên cái mặt số với cái đường kính chỉ có 18mm thôi, rất là nhỏ. Sau đó thì những nghệ nhân sẽ lấp đầy cái khoảng trống bằng những cái bột men màu. Và bước cuối cùng đấy chính là nung lên đến khoảng 20 lần để đạt được cái màu sắc mong muốn. Cái vấn đề quan trọng ở đây là không phải là chúng ta cứ nung lên 18-20 lần là sẽ xong, mà nó sẽ có tỷ lệ hỏng rất là cao. Có nghĩa là cái phần men ấy nó sẽ bị nứt. Và khi mà nó bị nứt hay là nó bị phá hủy thì bắt buộc là chúng ta phải làm lại từ đầu. Đó, nên là khi mà chúng ta hoàn thiện được một cái mặt men Cloisonne này ấy, thì chúng ta sẽ phải thấy là nó đã trải qua rất nhiều bước, thậm chí là phải may mắn nữa. Cỗ máy của chiếc đồng hồ này được trang bị module này, giờ thế giới độc quyền, được phát triển tất nhiên rồi bởi ngài Sven Anderson. Có rất nhiều chi tiết được hoàn thiện thủ công trong bộ máy này, bao gồm các đường vách cạnh Anglage hay còn gọi là chamfer, những sọc Côte de Genève, những bánh răng chúng ta cũng thấy được là được vát cạnh thủ công và đánh bóng gương. Cỗ máy này thì hoạt động ở tần số 3Hz. Đó là lý do tại sao chúng ta không có kim dây. Bởi vì 3Hz sẽ khá là chậm, là nó chỉ có khoảng 21.600 thôi. Thế nên là nếu có kim dây thì cái kim dây nó sẽ không được mượt. Tôi phải nhấn mạnh với quý vị là trong cỗ máy này có một điểm mà tôi rất là ấn tượng. Đó chính là cái phần rotor của chiếc đồng hồ này được làm bằng vàng, nhưng mà quý vị đã thấy nó đang màu xanh.
thì cái vàng xanh hay còn gọi là Blue Gold là DNA của thương hiệu Anderson Genève, với những đường vân guilloche hình quạt để tạo ra cái màu xanh lam rất là bắt mắt như thế này, thì thương hiệu phải nung vàng. Thì cái việc mà các cái mảng màu ấy, quý vị có thể thấy là các cái mảng màu để nó được đều thì nó sẽ không được đều đâu, mà nó sẽ ra như một cái quá trình là nó sẽ hơi random, nó sẽ hơi random, có một chút màu xanh, có một chút màu tím, nó tạo ra một cái điểm rất là thú vị, chỉ có ở trên vàng được nung của thương hiệu Anderson Genève này thôi. Khi tôi đeo lên trên tay chiếc đồng hồ này thì cái cảm giác tôi cảm thấy là rất là ôm này, và cái khóa cài sẽ làm một chiếc đồng hồ ôm tay tôi hơn. Một chút về giá của chiếc đồng hồ này là 58.800 Swiss francs chưa bao gồm thuế, thì mức giá về Việt Nam thì nó khoảng rơi vào tầm 1,5 tỷ đến 1,7 tỷ, và thời gian để đợi chiếc đồng hồ này nó khoảng tầm 12 tháng, tức là khoảng 1 năm. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về ngài Sven Anderson cũng như là chiếc đồng hồ Cappadocia có múi giờ Hà Nội này? Hãy cùng comment ở phía dưới video quý vị khán giả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.